Hello, chào mọi người, quay trở lại với Ăn Hoại City. Chúng ta tiếp tục với phần trước. Không, mình xin nói luôn là game này không phải tên là game Ăn Hại City nhá. Game này là game Cities Skyline và mình đặt tên cái thành phố mình xây dựng đây là Ăn Hại City. Và chúng ta sẽ đặt tên cái này là Ăn Hại City thật. À không, đây Ăn Hại City. Cái này thì có nhiều bạn kêu là đặt là Akihabara. Thế mình nghe lời các bạn ý đặt là Akihabara. Đấy, nó cũng kiểu ok không? Mỗi người một ý. Akihabara xong. Đây là khu phố chính. Ok, nghe là ổn rồi đúng không? Bây giờ mình muốn xây một con đường chạy thẳng ở đây để mình muốn đến cái khu như ở trên này. Thì, mình đang suy nghĩ đến chuyện làm nào để thay đổi cái vị trí của cái này. Hôm trước mình quên cái chỗ này, khổ thân cái khu nhà máy này. Nhưng mà mọi thứ đã về đâu vào đấy rồi đúng không? Bây giờ mọi thứ đều ổn cả, các chỉ số đều ngang nhau và không có ai có vấn đề gì. Cái sông này vẫn như là cái sông Tô Lịch, vẫn vào lâu thẳng ở biển kìa. Chỗ này đen xì rồi kìa, oh my god. Nhưng mà tôi kệ. Bây giờ mình muốn xây cái đường để cho chạy thẳng. Để xem cái phần traffic này như nào rồi nhỉ. Traffic rồi. Đấy, tất cả mọi thứ đều ổn, là xanh le xanh lét. Ok, thành phố này mình chọn hết chưa? À, cho mình chưa cho dùng cái này. Oh, water chết. Thiếu nước. Khổ kéo. Hôm nay mình là người mình nó hơi ốm nên mọi người nghe giọng mình nó sẽ hơi bị quái dị tí. Thông cảm. Chỗ này nó not and not customer. Cái từ drugstore. What? Có phải là cái loại drug mà mình nghĩ đến đâu, hay là drug là thuốc tê? Mình nghĩ là thuốc tê, chứ nếu là cái loại drug kia thì không vui tí nào cả. Ok, xem nào. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định phá hủy khu này đi. Sau khi mình cố gắng xây, mình quyết định phá hủy đi. Đấy, mình là Khánh. Ok, mấy cái nhà này thì giải tán hết đi. Rất xin lỗi nha. Cả lòng thông cảm. Nhà này làm sao mà ở ngoài này được siêu vậy. Bây giờ mình sẽ xây cái đường nó như này. Làm sao để xây như thế? Có lẽ là như này chăng? Ok rồi, đánh dấu cái vị trí này. Cái gì đấy? Không có gì cả. Rồi xong, mình quyết định mình sẽ làm một cái đường như này. Nó khá là nguy hiểm vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dân. Nhưng mà đối với mình thì cái chuyện ảnh hưởng người dân hay không mình không quan tâm được. Pick up, làm sao pick up nhỉ? À, mình phải dùng đường thẳng. Đây, đấy, trông rất là đẹp. Nó sẽ đi qua đường người dân này. Ôi rồi, nó phá cả nhà này rồi. Fuck. Ôi dào ơi, thế thì phí công à? Buồn nhỉ, mình đang muốn làm cái đường đẹp đẹp tí. Ôi dào. Ok, không sao đâu. Rồi. Ôi dồi, khiếp, mình cứ xây có cái đoạn đường này thôi mà nhiều bác thắc mắc thế. Bách đào. Rồi. Ok, sao không được? Slope 2 step à? Đây, thế này thì được. Rồi. What? Cái gì vậy? À rồi, ok. Rồi. Con đường trông khá là kinh. Nó đi qua khu dân này nên là nó sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều người. Nhưng mà tôi kệ, mình cũng không quan tâm lắm. Mình muốn xây cho con đường trông cho đẹp thôi. Ok, flying cows. What the fuck. Ồ, chỗ nước, chỗ này cần nước này. Sao lại thế? Ôi dồi, cái đường uống nước mình thiết kế là bá đạo quá nên là có nhiều người không nhận được nước. Khổ. Chỗ kia bắt đầu thiếu rác nữa. Lỗ ruột. Thế là mình lại phải... Sao lại thế chứ? Xe rác không sang được à? Cái chuyện không sang được. Thừa sức sang nhé. Để coi cho nó không muốn sang. Rồi mình thế này. Mình sẽ phải xây một cái đường nữa ở đây. Đường nhỏ nhỏ thôi. Đường này đường mấy chiều đấy? Đường này đường 6 chiều à? Đường 6 chiều đâu. Ok, mình phải xây một con đường sang đây cho nó nối thẳng sang bên này. Ok, Ok. Ôi nhưng mà nó cắt điện. Ôi fuck. Chết rồi. Chết rồi. Sao bây giờ? How? Ô được này. Ok, này cũng được. Từ từ á, phá từ từ. Lo không phải liên quan đến chuyện điện đó, may quá. Rồi. Trông này ấy. What the fuck? Mình rất thích cầu ấy. Nên mình sẽ nhiệt tình xây cầu càng nhiều mức càng nhiều nhất có thể. Ok. Bây giờ thế nào nhỉ? Mình định xây thẳng vào đây đúng không? Nhưng mà ô mình nắm bao à? Bây giờ hơi à? Ai cần bao gì? Để bình thường ấy. Mọi thứ ồ chỗ này bắt đầu tắc đường. Rồi mình vừa mới tự hào bản thân được một tí. Úi dồi. Sợ thế. Do gì nhỉ? Không. Chả phải do gì. Do nhiều ngã rẽ quá. Không, chả phải. Có vẻ là do nhiều ngã rẽ quá đấy. Thôi kệ, chỗ này chỗ kiểu ấy thôi mà, cho nhân viên làm việc các bạn trả gì. Còn này thì đang kêu là lowland value. Thế tao chúng mày, tao xây cho chúng mày một công viên nhá. Xây cho công viên mà còn kêu nữa thì đấm từng đứa mặt từng đứa một. Rồi, công viên rồi, công viên bé mà. Đây. Đấy. Ủi cho chúng mày 3 cái nhà để đặt cho mày chúng mày một cái công viên nhá. Kêu đi rồi, hiểu chưa? Ý kiến gì không? Vẫn kêu. Chúng mày tham thật. Chúng mày có 2 công viên thôi. Thế thì chúng mày nghỉ khỏe đi. Biến nhiều. Mình làm việc phát xít quá. Nhưng mà nó kệ. Phá ở đây không cho ai xây nhà ở đấy đó. Mỗi nhà chỗ đấy nó kêu. Dọc quanh đấy mọi người sống rất là vui vẻ, thoải mái với nhau. Có ai làm gì nhau không? Ông tự nhiên ông chui vào góc này xong ông kêu là land value thấp. Nghỉ khỏe. Mắc thiệt. Chỗ này làm sao? Xây nhà vào thế nào? Ổn định rồi đúng không? Xe rác vào ổn định rồi đúng không? Ok. Ổn đấy. Sao? Nói chung mình con người rất thích xây cầu. Mà con phải thông cảm. Để xem nào. Ở chỗ này mình sẽ xây tiếp sang bên này. Cái này có thể làm một khu nhà máy được ấy. Đây. Lại cắt sợi điện rồi. Khổ thế đấy. Mình có thể làm dây điện ở dưới này được. Không được rồi. Giải quyết cái vụ điện đóm này như nào rồi nhỉ? Ok. Đơn giản thế mà không nghĩ ra. Nào không ngờ thật. Đấy. Nó sao? Rồi. B. Rồi. Mệt. Rồi ok rồi. Ổn. Tất cả mọi người lại bình thường đấy. Sao? Thì mình sẽ xây một cái khu thành phố mới ở chỗ bên này. Bên này Akihabara rồi nhưng mà bên này chưa có tên. Mình sẽ đặt bên đấy là từ từ mình phải kiểm tra lại về phần lãnh thổ á. Akihabara to một tí á. Chúng ta sẽ phải xây thêm lãnh thổ của Akihabara. Fuck, hơi quá tay. Nó sao để xóa được? Ok cái này rồi. Rồi. Sao? Ok. Chào mừng mọi người đến với quận Akihabara. Mình weeaboo quá, nhưng mà kệ không sao. Chốt kiếp chỗ này, bọn Akihabara thả ra sông rồi. Ôi trưởng, trông quên tháo đấy. Nhưng mà kệ. Chỗ này mình sẽ đặt là Đồ Sơn. Tại vì tại sao không nữa? Tại vì nó nằm trên đảo. Đảo gần biển nữa, nhìn biển nó không gọi là biển, nó gọi là cái vùng với cả nó không có bãi biển. Không biết chỗ này có bãi biển không nhỉ? Mình tìm xung quanh map này. Có vẻ không có chỗ nào bãi biển cả, chỉ có đảo. Đảo không ấy. Chả có bãi biển. Ok. Tức là Cửa Lò hay là Sầm Sơn gì đấy. Cửa Lò đi. Cửa Lò hay Sầm Sơn nhỉ? Hay là cho cái to tí ơi. Mệt quá cơ. Ô thôi chết rồi. The fuck. Ok, ổn chưa? Mình sẽ bôi cả cái đảo này, xây thành một cái ok. Rồi, đúng chưa? Rồi, cả cái đảo này sẽ xây riêng một thành phố. Thành phố này sẽ được đặt tên là Cửa Lò. Ôi trời, fuck zip. Kệ, này cũng được rồi. Cửa Lò. Chào mừng mọi người đến thành phố Cửa Lò. Mình hồi trước, từ trước giờ mình được đi Cửa Lò rồi, Cát Bà này, Thiên Cầm các kiểu. Có nhiều bạn cũng thắc mắc ở cái vụ mà mình để nước như này có sao đâu nhỉ? Chính ra làm này là đúng chứ, tại vì nó chảy ngược ra đây mà mình lấy nước ở phần trên này cơ mà. Thế cần nó lên con quái, nó chảy thẳng ra biển, có khi mình chẳng cần quan tâm nó lắm. Đấy là việc, đấy là gọi là hậu quả của việc cho Khánh lên cầm quyền à? Xả thẳng chất thải ra biển, không bao giờ quan tâm gì hết. Ô, cái thuyền, mấy cái thuyền 81/10 là bao nhiêu? Los Rico, ok, không ai quan tâm. Mình có những cái dịch vụ gì khác không nhỉ? Dịch vụ nào cũng có mà thiếu tiền lắm. Thế thì chúng ta phải giải quyết cái gì thế? Mình nghĩ hình tam giác phải có hình tròn ở giữa. Theo mọi người đây là gì? Illuminati, ok. Có lẽ giờ này là giờ tăng tốc rồi đấy. Rồi, ok. Từ từ mình kiểm tra xem nào. Chỗ này cái đường này nó lại không tính à? Cái đường, hai cái đường đi này không tính à? Nó chỉ tính cái đường ở trong này thôi. Thế thì chúng ta có hơi ít gọi là cái điểm bán hàng. Thế xin lỗi, mình biết mũi mình hôm nay nghe tẹt nhưng mà do ốm yếu khổ ấy, mọi người phải thông cảm mình. Thức đêm dậy sớm làm clip nó kiểu ốm mệt lắm rồi, có phải mình lười đâu. Ok, cái khu trong này mình sẽ xây thành phố ấy, nhà dân. Còn cái ôi thiếu nước, nếu nước thì có nước. Ô, lại có nhà bỏ đi kìa. Tân Mạn cũng cuộc sống đấy à? Tân Mạn chế độ à? Từ nhá, mày cũng phải từ tốn. Ok, chúng mày gần điện với cả nước nhất đấy, chúng mày sướng nhất đấy. Mà mỗi chỗ cái đường này toàn xe rác đi qua ấy, chả cũng hồi chết rồi. Mình xây mấy cái này ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ đi làm việc của xe rác đấy. Ok, rồi bọn này đã làm sạch chưa? 31% này, 37%. Mình nên làm sạch một cái này đúng không? Mình nên làm sạch cái này. Ok, làm sạch một cái, còn hai cái này mình để hoạt động. Ok rồi. Chúng mày chạy ra đây làm gì đấy? Chúng mày chạy ra đây xong rồi chúng mày quay vòng về à? Thôi thế cũng được, tạo cũng chả thắc mắc, tại vì chúng mày toàn robot điều khiển. Ok, mình sẽ xây nối vào đây để chúng nó đi thẳng vào đây được không? Chúng mày có đi vào đây không? Là phá này đấy. Chúng mày mang đâu vậy? Có cái nhà ấy đây mà, ngay đây mà. Ok, nhà máy sản xuất dầu à? Ô, thích cái nhà... Thôi chết rồi, từ từ mình cần phải xây cái nhà máy. Chưa có, mình cần phải 6.500 dân số cơ. Đây, thế thì tất cả mọi người... Ôi thôi fuck rồi, thôi Bỏ. Khi nào mình có cái đấy đã. Tức là thế này, khi mà mình dọn sạch một cái khu rác này thì bọn xe rác sẽ lấy rác ở trong này mang đi để thiêu hủy ở trong cái nhà máy này, và sau này mình sẽ có. Nhưng mà đồng nghĩa với việc cả cái khu này nó dừng hoạt động đấy. Thế nên là phải để sau này mình có, mình mới để ở đây được. Nếu mà không có một cái nhà máy thiêu hủy rác ở gần đây, chúng nó sẽ chạy vòng quanh cái thành phố, chúng nó tìm cái gì ở đây đấy. Ô, thiếu nước thải. Ô, tôi xong rồi, khổ tôi thế đấy. từ từ đã. Thế mình lại phải xây thêm một chỗ xả rác thải nữa. Lại cái bọn này. Ô cái gì đấy? À, coal power plant không liên quan. Rồi xem nào. Từ từ đã. Kêu quái đấm luôn trận rồi. Đấm từng đứa một rồi. Mày tin chúng mày ăn đo đâu. Ok. Nối phát vào đây. Rồi. Được chưa? Phụt ra. Nào, còn nào có ý kiến gì không? Giờ thì lại thiếu nhân công. Nếu nhân công thì làm sao? Vì tắc đường ở đây. Tốt rồi. Đúng thứ mình muốn rồi. Tại sao lại tắc đường ở đây? Không ai biết được. À, vì vừa đấy cả lũ đang chen nhau vào, bây giờ cả lũ chen nhau ra. Với lại ở đây cũng mỗi đường. Điều đấy nó không phải lạ lắm. Ôi giời ơi. What the fuck sẽ dừng lại. À do mình ấn enter. À ấn cách. Thế mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Làm gì vì cái vấn đề chỉ có một đường vào một đường ra rồi nhỉ? Xây thêm cái đường nữa. Nhưng mà cái đường này sẽ dẫn vào đâu? Đường này mình sẽ xây như này. Và đây à? Ok. Ra cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà chắc là bớt hơn nhá. Yep. Giờ giao thông nó sẽ sang bên này bớt. Rồi. Được chưa? Thế nào? Có vấn đề gì đâu. Thật ra chả bản giải quyết được cái vấn đề gì ở đây kìa. Mệt thật, vẫn thiếu nhân công. Ô không, chả phải do. Rồi thiếu người dân. Lỗ ruột. Fuck. Thế chúng ta sẽ phải xây thêm một cái thành phố. À cái đảo của chúng ta thôi. Chuyện có là bình thường luôn. Xây vòng ra đây. Ơ fuck. Fuck. God fucking die. Từ từ xuống back down. Rồi ok. Back down. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ cho nó cong vòm. Đấy. Rồi cho nó cong. Oh fuck me. Cho nó cong vòm sang đây. Hình con rắn. Đấy, vì mình thích thế. Tiếp theo là xây nhà. À ok. Mình làm này cho nó nhanh nhỉ. Ok. Sao? Easy. Sao? Nó lành. Cái chưa? Ổn đấy. Cả cái khu này nữa. Mình sẽ xây cả người dân sang bên này. Pick down này. Ok này. Theo là xây cái này này. Xây cái như này này. Như này này. Như này này. Xong. Rồi. Ý kiến gì? Nào. Xong. Rồi. Trông hay đấy. Mong sao. Mình là con người có bằng thiết kế nên là người không phải sợ. Mình tính cả tất cả trong tầm tính toán của mình. Không mọi người không biết gì vậy. Xoắn cả. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái này đi. Và toàn bộ phần này mình cho vào dân hết. Ô nước kìa, thiếu nước to. Kêu cái gì, từ từ ta mới có nước chứ. Chưa, thiếu nước nữa không? Sao kêu thiếu nước nữa, cho ăn đòn hết cả lũ nhá. Cháy nhà, có xe cứu hỏa chưa? Rồi đã có, không vấn đề gì cả. Để xem nào, nửa chỗ này mình sẽ làm nhà dân, nửa chỗ còn lại mình này nhỉ. À không, mình có cái này mà. Yeah, thôi mình hảo một kia cho nó nhanh. Mình rất là lười. Chưa. Ổn chưa? Phần còn lại xây thương mại. Sao? Easy. Còn gì không? À nước đúng không? Rất nhiều nước. Không là chúng nó vào chúng nó lại kêu loạn đây bây giờ. Nhanh. Rồi. Rồi. Và rồi. Sao? Không có ai vào nhỉ? Đây gọi rồi, bắt đầu có người vào rồi. Ok, đây gì không? Không ai xuống đây à? Ồ, hai đường này được một chiều đấy. Có đường đi vào đúng không? Có đường đi vào mà không ra đâu, không có gì đâu. Chắc là chúng nó chưa vào thôi. Ok. Sao lại vắng người vào ấy nhỉ? Lối thêm đường nữa vậy. Ok. Ồ, mất hết cả chỗ này mà, sợ thế. Ồ, do mình làm bị ảnh hưởng ở chỗ này. Ok, không. Mình rất xin lỗi, giọng mình hôm nay nó không được tốt lắm. Khổ. Ho hùng nó cái kiểu. Ôi, thiếu điện. Thiếu điện. Ok, quên. Và con thông cảm. Facility full. Ok, chỗ này đầy dao rồi đấy. Ta phải đợi có đủ số lượng dân số đã. Bây giờ mình sẽ tập trung vào việc dân số. Ôi shit, tập trung việc dân số xong rồi thì lại thiếu việc làm. Sao làm thị trưởng nó khổ ở đây cơ chứ. Muốn về quê chăn trâu không? Không được à? Thôi vậy. Tưởng về quê chăn trâu được. Ok, xây thêm nhà máy. Thêm nhà máy đồng nghĩa với việc là thêm tiền. Thêm tiền thì lại có cái chỗ xây thêm người nhà dân. Xây nhà dân không. Thêm tiền thì phải phục vụ người dân tốt hơn. Phục vụ người dân tốt hơn lại có nhiều người vào sống hơn. Đúng không? Mọi thứ nó có liên quan nhau cả. Chưa? Kiến gì nữa không? Úi dồi, nhìn nó xây nhanh mà. Chưa? Sợi ngon lành. Cái gì cật cả. Nhưng mà lại thiếu nước. Mà bọn như nó xây. Ôi, không phải nó xây mà mình xây. Mình xây kiểu này làm ra nó dư ra đúng một tí. Khổ. Một tí đấy, chúng nó vẫn thiếu nước. Không thể nào phải phủ nhận cái việc chúng nó thiếu nước được. Xem Cửa Lò chúng ta, thành phố Cửa Lò chúng ta như nào nhỉ? Mọi thứ rất là ổn rồi. Các người dân đang di chuyển vào tốt. Nên xây lên một cái fuck. Ok. Xây cái nữa ở đây. Xây nữa ở đây. Không được à? Xây cái nữa ở đây là mình con người rất là chăm lo thành phố rồi. Xây các kiểu công viên cho mọi người luôn. Có cái gì ấy, có vụ gì ấy, thiếu nhân công à? Thiếu nhân công tao đập vào mặt cho mày luôn. Nó vừa xây nguyên một cái thành phố của chúng mày thiếu nhân công cái gì? Theo đó thiếu nhân công thật kìa. What the fuck? Chúng mày đùa tao à? Do cái khu nhà máy mình xây lên bây giờ là lại thiếu tiếp nhân công. Tại sao không? Đúng rồi, cái thứ này mình xây một khu tôi gọi là khu nhỏ mà. Nó không to lắm. Ok. Thế thì thế này vậy. Fuck, nhầm. Mình xây một cái khu nhỏ nhỏ đây. Ok. Rồi. Sao? Mình xây một khu nhà ở đây vậy. Tại vì ok. Xây ở đây có liệu có ai ở việc có mà. Ok, mình cũng không thắc mắc gì cả, chuyện khá là dễ hiểu không? Mình bắt dân nó sống ở đấy, nó phải sống thôi. Lệnh mình là lệnh tối cao à, tối thượng mà. Có thiếu điện không? Không đúng không? Khổ thân nhìn cái thành phố trông treo chênh vênh không? Nó dai mà ở đây sống rất tốt được không? Gần biển gần sông này. Ôi rồi ôi, thiếu chỗ vứt rác à? Chỗ nào đây? Chỗ nào kêu thiếu vứt rác đây? Cái gì đây? Thiếu cái gì? Not enough customer, bắt đầu thiếu ấy rồi. Thiếu người dân rồi. Thiếu... Ôi rồi ôi, xe rác không đến kịp rồi. Bây giờ chúng ta biết làm sao, xây một cái chỗ vứt rác mới nữa chứ làm sao bây giờ. Ok, chỗ lửa đi. Ok, bây giờ làm sao? Chúng mày muốn thế nào? Mày cần người dân đúng không? Muốn dân đúng không? Muốn dân tao cho dân từ từ đã. Đâu phải có đó. Chó có mắm tôm. Ê, có nhiều bạn kêu là what? Invisible. X-Men Odd Mutation detected on 10%. Những cái người biến dị kỳ lạ xuất hiện trong 10% của con người. Những cái gọi là hiểu biết, những cái sự nhận biết công khai cần phải vẫn còn ở trên, vẫn còn ít đối với những người vô hình và những người có mắt laser. Nhắc nói X-Men, ok. Cool rồi. Để xem nào. Bây giờ mình sẽ nghe theo lời nhiều bạn. Thế là anh ơi, anh hãy xây đường đường thẳng đi, đừng có xây đường cong nữa. Mình là con người rất là luôn lắng nghe những gì mà mọi người có bình không. Mình quyết định làm như mọi người là nói. Thế là mình sẽ làm một cái khu thành phố thẳng, không cong nữa. Thành phố của gọi là gì nhỉ? Mình đang định làm một cái trò đùa, mình đang kiểu định đùa một câu nhưng mà có lẽ mình quá dốt để nói ra câu đấy. Nên là thôi vậy. Ok, xây được xa đây không nhỉ? Xây được chứ? Được không? Ok, xây ra đấy đi. Rồi, bây giờ để xây như này. Mình sẽ xây thẳng hết. Ok. Ok. Oh shit, chết rồi. Này được, không được rồi. Không được rồi. Rồi. Đấy. Đây cũng sẽ là cho một khu phố. Mình rất xin lỗi hôm nay người mình nó như kiểu sắp chết ấy. Nhưng mà không sao đâu. Mình rất khỏe mạnh, mình không phải sợ. Không chết được ngay đâu. Nó sẽ chết từ từ. Bây giờ mình sẽ đổ sơn rất ở khu này. Ok. Chà. Thiếu điện đúng không? Nghi ngờ lắm. Biết ngay mà. À không. Yeah, 6.500. Chúng ta đã có metro. The metro is a convenient way of transporting people fast and decreasing. Hay nhỉ. Đây là đường hầm đây này. Giúp cho việc di chuyển nhanh, đưa mọi người đi nhanh hơn và giảm sự tắc đường. Ok, ngon. Thế là bắt đầu có những cái khu mới xịn hơn đấy. Inconvenient gì đấy. Metro station. Ok, cô. Làm sao? Nó sẽ đi sâu hơn. Đấy. Vào công cuộc xây dựng thành phố. Vẫn thiếu dân à? The fuck? Thiếu dân trầm trọng đấy cả. Thiếu điện không? Thiếu nước không? Thiếu rất là nhiều nước đấy. Ok. Ra. Kiếm gì đâu? Không không? Vào nhà này, tăng tốc. Chỗ này thiếu chỗ vứt rác à? Tại vì không có đường vứt rác. Dễ hiểu. Thì xây một con đường nhỏ đây cho xe vứt rác ra đấy vậy. Xây một con đường trên biển. Rồi xây được không? Xây được có làm hỏng dây điện không nhỉ? Không này. Ok, chúng ta xây một con đường ở trên sông này. Tại vì mình thích thế. Ý kiến gì không? Không. Mình rất thích cầu mình thế. Ok, không sao? Nào, xe rác vào đây. Ý kiến gì không? Không đâu. Bỏ lại. A great city. Mọi thứ mọi người đang bắt đầu chuyển vào cái thành phố này. Có nhà bỏ hoang, phải bỏ nhà bỏ hoang. Bỏ nhà bỏ hoang này, mình bắt đầu phải tìm mấy thứ liên quan. Ôi rồi. Cái nhà đang có người. Oh shit, cái nhà ở đây nó bỏ đi. Cái nhà đang nó hiểu ủi bã đi. Ôi giời, khổ thân. Xin lỗi hai em nhá. Ai ở trong khổ thân đấy. Không sao. Bây giờ chúng ta gì? Đại thiếu khu này à? Thế thì lại làm này xong. Ổn. Cái gì? Đây có thiếu điện không? Không thiếu điện đúng không? Thiếu nước không? Có thiếu nước đúng không? Nước rồi. Nước rồi. Ý kiến không? Fuck, nó vẫn ý kiến đấy, sau này sẽ ý kiến. Ok. Ok. Rồi. Biết hai zone rồi, không cần phải khoe, khổ quá rồi. Để xem nào. Nhìn mấy cái thuyền này. Cái khu này thẳng này sau này mình sẽ đặt tên thành phố sau. Từ từ đã. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung vào cái việc đấy sao để giải quyết sử dụng cái này được nhỉ? Upkeep travel, mình sẽ đặt một cái này ở đâu đấy xem nào. Thành phố Akihabara sẽ được sử dụng tàu điện ngầm bắt đầu từ bây giờ. Oh yeah, oh yeah, ngon lành. Bây giờ thì làm sao? Metro Tunnel. With other metro tunnel, remember to build the station first. Bây giờ chúng ta sẽ muốn xây cái vị trí tiếp theo ở đâu? Chúng ta sẽ muốn xây ở cho cái chỗ này, vì cái chỗ này hay gần cái chỗ khu công nghiệp này, tại vì rất là nhiều người hay gặp vấn nạn về việc tắc đường khi cố đến chỗ làm việc. Thế chúng ta sẽ, vì tôi là thị trưởng của thành phố này, tôi quyết định khai mở chỗ này. Là chúng ta xây cái đường này từ thẳng từ đây đến đây xong. Và đấy, bây giờ một tuyến đường đầu tiên đã hoàn thành. Chúng ta sẽ xây tiếp tuyến đường Pháp đến đâu ấy nhỉ? Transport đây rồi. Và chúng ta sẽ xây một cái thành phố ở thành phố. Ôi rồi thiếu nước, ôi rồi thiếu nước, ôi rồi mình không để ý. Nước vô cùng thiếu nước. Quên mạ mất, khổ thế đấy. Tiếp theo là ông ok, ông đây đây, ok, nối kiểu gì vậy? Ok rồi, coi rồi, coi, khổ, lâu không để ý. Bây giờ thiếu cả dân cả. What, chúng mày muốn đánh nhau không? Tao để giảm tốc độ, chúng mày kêu nhiều lắm rồi. Bây giờ mình phải tập trung vào việc xây đường hầm điện ngầm rồi, xe điện ngầm rồi. Đấy. Yếu gì? Quái rồi, đấm trận rồi. Xây cho một đường để chúng mày đi làm cho dễ kêu. Không đủ tiền à? Stop to step là sao? Chả nhé, chúng mày bắt tao phải đi sao lại như thế? Không đi được qua dưới mặt nước à? Chán ấy. Ôi giời, phí công. Cày quá. Thế là tuyến điện ngầm đến thành phố Đồ Sơn, Cửa Lò chúng ta sẽ không thành sự thật. Rất tiếc các bạn ý. Ôi, land value thấp quá à? Chúng mày cái quái gì ông kêu. Chúng mày còn có cả hồ bơi, muốn ăn đòn của bọn lính đấy. Chúng mày nhìn chúng mày có hồ bơi, chúng mày kêu quái gì? Điện mặt trời luôn nữa, thế còn kêu lên lắm mẹ. Mã bọn này. Thôi được rồi, cho chúng mày công viên này, chúng mày có một cái công viên. Mặt kẹt. Chúng mày tham ấy. Chúng mày tham vừa khác, còn tham mới. Tham quá mức vậy. Tao nói trước nhá, kêu nữa tao đấm vào mồm nhá. Vẫn kêu đúng không? Kêu gì? Kêu ghét. Nguyên cả mặt. Tưởng tao muốn cho chúng mày ở ngoài không à? Phải vật để. Ok, chúng ta có gì công việc hàng ngày của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ xây một cái đường hầm điện ngầm ở đây. Kêu quái ấy. Cho đường đi dễ hơn mà còn kêu, phải hiểu sao kêu. Rồi bây giờ nối ra đây và nối từ kia, phẳng nối từ đây đúng không, từ đây đúng không, rồi ra đây xong. Bây giờ chúng ta sẽ phải set row. Đây là khu bắt đầu và khu tiếp theo, và tiếp theo là khu này và cuối cùng là khu này. Sai. Tất cả mọi người vui vẻ. Tam giác quỷ oxit. Illuminati. Ok không có tiêu. Ok. Chúng ta sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái phân trạng. Ui rồi, ôi traffic ơi là traffic. Nhìn chúng mày này. Chúng sợ vãi vậy. Mày dùng tàu điện ngầm đi đâu. Ok. Ô chỗ này nhà cháy à, mình không làm gì cả. Mình thôi phá đi vậy. Không giải quyết được cứ phá đi. Khá đơn giản. Có nhà này nó cũng đang bị ấy này. Nhìn nhiều tiền quá rồi nhỉ. Mình có nên làm cái gì monument để cho nó căng. Ôi dồi ôi. Mình có thể làm 201, mình có thể làm một cái tượng thần tự do mà. Ghê vậy. À ôi quên. Cứ luẩn quẩn đây. Đây các anh từ từ. Mình tóm. Đây. Nha. Đấy. Bây giờ thì thiếu cái gì. Không có nước à. Fuck. Chúng mày cần nước à. Mày cần nước để làm gì. Nhưng mà tôi kệ. Nối ra trong bài. Được chưa. Ổn chưa. Bây giờ thì cái chỗ này làm đấy, làm giải quyết mấy cái ống rác này đi. Bây giờ thì cái chỗ điện này mình sẽ nối dây điện ra đây. Ô không cần, nó tự động nối ra đây luôn mà. Căng vãi. Ok, ngon lành. Đấy, bắt đầu tụt. Ok rồi. Ổn định rồi đấy. Từ cái này 82% mà. Cái 80% mà. Shit. Thế mình phải xây thêm một cái nhà rác nữa. Chắc là sắp đầy hết rồi. Ok. Ủa. Cái gì vậy? Thùng rác nào? Đứa nào kêu rác cơ? Not enough buyer for product. Được chưa? Ý kiến gì? Cái gì? Cái bọn này đang bị bệnh à? Cái sao bị bệnh? Chắc là không có... Đấy à? Không có liên quan gì đến nước không? Chất lượng nước vẫn online được không? Nó chỉ hơi gần tí thôi chứ nó không hút cả nước vào được. Thế thì đứa nào thắc mắc vấn đề về rác nào? Có đứa nào quái không? Tưởng đứa nào đấm vào mặt luôn. Vớ vẩn, nó tuyết. Tang tinh. Ok. Chúng ta xây một cái bệnh viện to vãi cả linh hồn đây. Giữa thành phố. Khang trang trắng nệ này. Để chúng nó sẽ đi bảo vệ. Nhưng mà đây mình sẽ ủi 6 cái nhà. Thôi từ để góc này thôi. Để góc này chúng ta sẽ phải ủi 2 cái nhà. Rồi. Ta-da! À, có ai thắc mắc về bệnh tật nữa không? Không đúng không? Cái gì? Not enough customer. Chúng ta thiếu người dân. Vậy thì mua nhà mới thôi. À 10.000 á. Đắt thế. Uầy. Phát trưởng. Tiền của tôi tút. Không phanh luôn. Tôi chết. Ok. Sao Paradise on Earth. Kinh à. Mình khảo tư à bản thân vậy. Cho nó kêu mà thành phố của mình là thiên đường trên mặt đất. Đứa nào thiếu rồi đúng không? Rồi customer rồi. Mình sẽ xây một cái thành phố bên này nữa. Thành phố bên này mình cũng sẽ xây thẳng. Tại vì có vẻ nhiều người bảo là mình không nên xây ấy quá. Xây kiểu phế vật quá. Không là mình sẽ bị phế vật theo cái thành phố của mình. Đây, xem nào. Xây vào đây này. Theo là xây vào đây này. Rồi xây thẳng vào cái chỗ này. Nhưng mà mình sẽ phá vài cái nhà đấy. Chấp nhận hy sinh vì tương lai con em chúng ta đây. Ý kiến kẹt. Ôi dồi, phá hết nhà đi rồi. Cái đường này nó phá hại quá. Ok. Theo là xây kìa. Ôi dồi ôi. Có người chết à? Thằng lói. Lói kêu quái gì. Ôi thiếu rác này. Xe rác hoạt động kiểu gì vậy? Giác đi nhiệt tình này làm gì? Kêu quái vậy? Đấy, sẽ Giác đi nhiều này làm gì? Chắc là tin nhắn này thôi, chậm thôi, không có gì đâu. Xây thành phố ấy tiếp. Đây này. Mình xây kiểu ngu rồi, mình xây nhìn này biết ngáo rồi. Nhưng mà chỗ này có nhiều cây đấy. Xây ở đây thành phố đây khá là xanh à, thành phố xanh. Người ta sẽ lấy danh hiệu thành phố xanh. Mình có thể xây được như này không nhỉ? Ô, có vẻ là được đấy. Ok. Mình xây kiểu củ khoai của chuối gì đấy. Xem nào, xây thế này đi. Slope to step là cái gì? Ồ, nó bắt phải thế này cơ. Nó bắt như thế này kìa. Bựa ấy. Ơ kìa. Ê, phá cái này đi. Phá cái cục kẹt cái đi. Nó vẩn. Xây thẳng ở đây gì? Sao là xây thẳng được? How to xây thẳng? Illuminati now taking up here for new member. What the fuck? Cái trời thắc mắc không? Ok, về cơ bản dân thành phố, người dân thành phố chúng ta đang dần dần hết lượt đi theo Illuminati. Kiểu cool à, không vấn đề kìa. Khá là ủng hộ cái việc mà tất cả những người dân đi theo Illuminati thì sẽ phát thế này, mệt lỗ ruột. Ôi lỗ ruột cái khu này. Rồi điện đóm nào, rất là thiếu điện đúng không? Thế lại phải xây cái đường dây điện sang bên này rồi. Cái gì? Rồi nước thì phải sang bên này. Ok, ngon lành, easy, thẳng lên đây, thẳng vào đây. Thẳng xuống dưới này à? Fuck, sao không được nhỉ? Cái quái vậy này. Đấy, thế này thì được. Mày trêu người ta phỏng. Còn gì đâu. Ok, bây giờ thì cả cái hay là mình dùng cái này nhỉ. Ok, chúng ta sẽ dùng cái này vì YOLO. Xong. Xác định nhá, chúng ta là những con người vui vẻ. YOLO đi, một ngày ở đây ta sẽ vì mấy cái này mà phát triển lớn hơn. Đấy, ngon lành rồi đấy. Xây một cái trạm đấy ở đây vậy. Nhỏ nhỏ ở đây, không cho nó kêu. Thiếu điện à? Sao thế? Ô, đệt thiếu điện. Tại vì thành phố nó chưa xây ra đến đây. Xây ra đây các anh ơi. Hộ em gái chỗ này có dây điện đây mà. Nhưng mà tại các anh không chịu xây ra đây chứ. Xây ra đây nào. Fuck, thôi thế này cũng được. Rồi. Chưa. Rồi. Ngon lành. Tiếp theo là xây cái gì vậy nhỉ? Mà cái này có cái này rồi. Mình xây được tạm cái nhỏ này ở cái chỗ này. Ok, ngon đấy. Ôi, thiếu điện à, nhanh lên nào. Xây đây là cho cái trạm cảnh sát này xin ít điện à. Khu này là khu VIP của thành phố Cửa Lò. Cứ Đồ Sơn lại lâu lên value. Chúng mày muốn gì? Chúng mày có... để xem nào. Nước đầy đủ, điện đầy đủ, bệnh viện đầy đủ, công an đầy đủ. À không, không có bệnh viện. Tất kể cả thế đi. Công an đầy đủ, chữa cháy đầy đủ. Vẫn còn kêu low land value. À hay là do cái này. Cũng chả phải luôn. The fuck. Nó nhau à? Hả? Kêu gì? Không kêu thì không sao à? Nhưng mà kêu ấy rồi tán. Tao chả thừa dân quá. Mày à, nghỉ khỏe nói nhiều. Mình rất xin lỗi việc mình có bẩn nhưng mà kêu ít thôi mình còn chịu được, kêu nhiều cho giải tán hết. nói nóc có customer từ từ. Ôi rồi bắt đầu thiếu việc làm. Các kiểu đòi sao mà chịu chi thế này, chịu sao nổi. Cái gì đây, thiếu gì, nó đã phiêu à? Thế thì giờ sao? Thế thì cái này giải cho giải tán à? Cái này cho giải tán à? Không còn than nữa thì giờ làm gì? Khá là giải tán nhỉ? Giải tán thì giải tán kêu nhiều. Nhưng mà nếu thế chỗ này, ôi trời mất điện rồi, đệt. Kia điện. Ôi rồi hết tiền rồi. Thật chơi. Sao mà chơi đấy? Nối dây điện ra đây cái đã tính sau. Anh ơi, anh dây điện nó ngay đây mà anh. Chưa? Được, ý kiến gì đâu? Ok. Không hiểu gì đấy. Không có gì đâu, xem về vấn đề điện đóm như nào. Điện đóm của chúng ta nó khá là không ổn. Chúng ta sẽ phải xây một cái phế vật này ở ngoài này. Ok. Được chưa? Còn ý kiến gì về điện đóm nữa không? Vẫn còn ý kiến về điện đóm đấy, nhưng mà thôi không sao, thế tạm được rồi. Chỗ này thế nào? Thành phố VIP của chúng ta xây dựng như nào rồi? Trông khá là căng đét. Ổn. Bây giờ lại thiếu việc làm. Cứ lần quần thiếu việc làm mới là thiếu ấy thôi. Cái gì? Ôi rồi ôi, not enough raw time. Mà chúng mày có thể nhìn thấy cả một khu rừng ở đây không? Nhưng mà chúng mày quyết không làm gì với cái đống đấy cả. Thế là cũng chả thắc mắc gì cả. Đứa nào mình vẫn không biết là làm sao để giải quyết cái vụ raw material này nhá. Nhưng mà hết rồi đấy. Chắc là từ từ tự giải quyết với nhau. Cứ đóng cửa tắt đèn bảo nhau rồi đó. Ok. Hôm nay ốm quá rồi nên là mình sẽ dừng lại đây, chứ mà để mọi người nghe mình chơi mà cứ sụt sạt sụt xịt rồi giọng mình cứ như thằng sắp chết này thì không ổn. Thôi dừng lại đây cũng ổn rồi đó. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của cái gì nhỉ? Cities: Skyline. Goodbye.